Chào các bạn, thì đây một số cây mai người ta bán ngoài đường, các bạn. Mai dạng mai mai lụm tặng tự nhiên, thấy những cây này này cái nét đẹp nó rất là tự nhiên, các bạn. Đây, đây tự nhiên những cây này thì bông rất là nhiều, sải bông bạn thấy bốc bông, bông bốc dày. Cây mai dạng này ở phía trong này rất là nhiều nữa các bạn. Đây dưới này rất là nhiều cây mai dạng mai lụm này, búp cực kỳ dày luôn. Đây là số điện thoại của chủ những cây mai này các bạn, nếu mà ai có nhu cầu thì cứ alo thì số này nha. Cái này nó đẹp tự nhiên, không còn uốn éo gì hết, nhưng mà bông thì vậy các bạn. Những cây này mà chơi tết thì đỡ thức nhà, những ngày tết nở bông này quá là tuyệt vời luôn. Chả cần thì uốn éo gì nhiều cả, thì công chăm sóc nó rất là đơn giản thôi. Còn nó những cái mai bonsai xài rất là cầu kỳ, đòi hỏi cái phòng chăm sóc cũng như kỹ thuật. Đây là dành cho những người chơi bình dân thôi, không cần phải kỹ thuật cầu kỳ gì cả. Đây là thấy là bán khá là nhiều những cây mai kiểu này, đây bên đường các bạn. Để qua đây mình coi. Bông quá trời bông luôn. Chậu này khá to. Cây nào cũng rất là dày. Cũng sai cả. Số 5. Vài ngày nữa thì những cây này bông nở rất là đẹp. Giờ thì nó đang đắt. Tại bây giờ thì nó chỉ nở lắp đắt một số cây thôi.